trạng hiện nay của học sinh sinh viên. Theo Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực thì năm 2019, học sinh sinh viên chọn sai ngành nghề chiếm khoảng 60%. Trong đó, 75,6% sinh viên cho biết rằng đó là sau khi vào trường đại học, học xong rồi thì cảm nhận được rằng đó là sự lựa chọn của mình không phù hợp với bản thân của mình và không biết lúc bây giờ nên tiếp tục học hay là bỏ học giữa chừng hay là dừng lại để học những cái khác. Trong gia đình, các anh chị có đang ở trong tình trạng đó là mối quan hệ giữa vợ và chồng rất căng thẳng với nhau, có khi nghi ngờ với nhau, giữa con cái và cha mẹ đang có sự mâu thuẫn với nhau. Con cái thì ít vâng lời cha mẹ, mê chơi, mê game và có cái sự không thấu hiểu lẫn nhau. Trong công việc kinh doanh, các anh chị có đang gặp và ở trong cái tình trạng đó là có sản phẩm nhưng không bán được, không phát triển được, không mở rộng được và đang vẫn còn rất là loay hoay nhiều vấn đề để làm thế nào để phát triển được công việc của mình, làm thế nào để phát triển được doanh nghiệp của mình và làm thế nào để phát triển được cơ sở của mình. Những anh chị và các bạn đang ở trong tình trạng đó, đừng lo lắng, yên tâm. Đã đến lúc qua Hồng Quang bằng những kinh nghiệm chuyên môn của mình, Quang đã giúp cho hàng nghìn người thay đổi, có một công việc làm mới, có một cái cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, biết cách nuôi dạy về con cái và tạo ra thu nhập hàng triệu đồng, hàng trăm đồng và hàng tỷ đồng. Và hôm nay đó chính là lúc đến lượt các anh chị bắt đầu. Vậy Quang sẽ giúp cho các anh chị xây dựng lại mối quan hệ gia đình hạnh phúc, giúp cho các anh chị có được tìm ra được một công việc phù hợp, tốt đẹp và tạo ra được hiệu quả, giúp cho các anh chị cải thiện được mối quan hệ và xây dựng gia đình hạnh phúc, và giúp cho các anh chị thoát ra khỏi tình trạng làm việc nhàm chán, buồn tẻ mà đem lại niềm vui và ý nghĩa trong công việc và trong cuộc sống. Nếu như chúng ta vừa làm việc mà chúng ta tìm thấy được niềm vui, niềm thấy được hạnh phúc và mỗi ngày chúng ta mở mắt ra là một niềm vui, đó chính là các anh chị đang sống. Còn nếu như một ngày các anh chị mở mắt ra, các anh chị đi làm, các anh chị đến công ty, các anh chị đến cơ quan mà các anh chị nói trời ơi hôm nay chán quá, hôm nay lại đi làm tiếp, rất là áp lực, thì đó có nghĩa là anh chị đang ở trong trạng thái tồn tại. Ngay bây giờ hãy chấm dứt và anh chị bắt đầu vào trong khóa học những video tiếp theo ở bên dưới nhé. Sau khi nghe xong video, nếu thấy hay và ý nghĩa, các bạn hãy nhấn vào like, subscribe và nhớ nhấn vào quả chuông thông báo để trở thành người đầu tiên nhận được video mới nhất của Hồng Quang nhé.